Những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang luôn phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết gương mẫu trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2012-2017, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động, trong đó nêu gương sáng phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu tại địa phương. Sau khi nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, ông Đồng Minh Lạc, thôn Hạ Am, xã Cao Xá, huyện Tân Yên trở về địa phương. Khi đó cuộc sống gia đình rất khó khăn. Được sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh xã, huyện, ông Lạc vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đầu tư cải tạo vườn đồi, trồng cây ăn quả, đào ao thả cá. Nhờ cần cù chịu khó, bình quân mỗi năm gia đình ông xuất bán hàng chục tấn cá, hoa quả cho thu vài trăm triệu đồng. Cựu chiến binh của thôn chúng tôi là rất quan tâm đến hội viên và đã tận dụng cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách cho vay. Đến bây giờ tôi đã trả hết nợ và những năm tới là tôi không cần đến vốn của ngân hàng nữa. Không cam chịu trước đói nghèo, năm 2006, ông Nguyễn Văn Báo, thôn Rảnh Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn đã nhận thầu diện tích hồ đập trữ nước của xã để thả cá, chăn nuôi lợn, phát triển kinh tế. Trung bình mỗi năm, gia đình ông xuất bán trên 130 tấn lợn hơi, 50 tấn cá, trừ chi phí cho thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động, là hội viên cựu chiến binh và người dân trong thôn. Ôm một cái tư tưởng là qua phát triển một vài năm ban đầu như tôi nói, thì cũng là cũng một cái tư tưởng mở rộng trang trại lên, từng bước là cho thu nhập cho gia đình tương đối là ổn định. Xác định động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện cuộc sống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh đã vận động hội viên tranh thủ các chính sách hỗ trợ của nhà nước để đẩy mạnh việc giúp nhau phát triển kinh tế. Toàn tỉnh có trên 6.700 gia đình hội viên cựu chiến binh làm kinh tế trang trại, gia trại, 102 doanh nghiệp do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Qua đó đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động là con em cựu chiến binh và hội viên cựu chiến binh. Các cái phong trào của cựu chiến binh nổi bật như các phong trào bao si cựu chiến binh, rồi các cái phong trào đường làng cựu chiến binh, rồi đường thắp sáng cựu chiến binh, rồi các cái mô hình điển hình như là mô hình như là môi trường cựu chiến binh góp phần xây dựng nông thôn mới trong những năm qua. Các cái hội cựu chiến binh các cấp đã đẩy mạnh cái phong trào này một cách toàn diện. Đến nay thì các cấp hội vẫn duy trì và tiếp tục thực hiện. Với những cách làm cụ thể, sáng tạo, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang đã khẳng định tính tiên phong gương mẫu trong xây dựng, phát triển kinh tế. Dù trong hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh vẫn luôn nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới.